please don't cry. Đừng tiếc nói khó chẳng thể ở lại. Đừng để nước mắt em rơi vì ai. Đừng yêu lần thứ hai. Oh please don't cry. Giờ hãy có cái chỉ còn hiện tại. Đừng trách mong mai hai ta đều sai. Và đừng nói thương em lần hai. Nó về tới nhà 6 giờ sáng đầy mùi rượu. Như rõ đêm qua nó đã hứa với làng sẽ uống chỉ vừa đủ. Còn bạn thằng bạn người nói chuyện khá hâm hù. Với lại có chút gì đó từ em khiến nó chợt nhớ về người cũ. Ly thứ nhất em vẫn nhìn anh với ánh mắt của người ngoài. Ly thứ hai bạn em về nhưng mà em vẫn ngồi lại. Đến ly thứ ba mọi câu nói của anh đều xuôi tay. Tình yêu thật khôi hài, ngày nào anh nhìn em là cười hoài. Đơn giản sách vợ đưa về em ở đâu. Biết khi nào gặp lại mình làm gì cho nhớ nhau. Nóng như là lửa tay lại lao vào như thiêu thân. Hai chân khi đôi ngã như quá sức chịu đựng khi trời sáng. Nó vội phóng mất như siêu nhân. Nó không dự định đây là nơi ta túc nhiều lần. Vả lại dù có muốn cũng không thể. Tin nhắn trong điện thoại sẽ đêm qua anh không hề. Đừng tin nữa thứ chẳng thể ở lại. Đừng để nó mất em rơi vì ai. Đừng yêu lần thứ hai. Oh please don't cry. Giờ biết có cứ chỉ còn hiện tại. Đừng chỉ mong mỗi hai ta đều sai. Sáng dưới cái mắt đầy tình nghi, suy nghĩ kỹ những dấu vết về những nơi mà mình đi. Anh tiếp khách uống vài ly, chạy dự án ở công ty. Cô ấy thì gật đầu, nhưng còn ở trong lòng đầy hoài nghi. Như là tiếp khách với ai, uống được hết mê chai. Dự án nó lớn đến nỗi để mà không thể chờ tay mai. Nhưng mà cô ta chọn im lặng, và đó cũng đủ nhiên liệu để quan quay vật cả hai cùng nuôi tiếp tục chiến thắng. Oh well, cũng đã lâu cả hai bên đã ngừng đấu. Và những đêm mà nó vắng mặt cũng chẳng phải là lần đầu. Ít nhất là khi mà ta đã chọn lừa dối nhau. Chiếc giường này không phải là nơi duy nhất mà ta đã gối đầu. Chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối. Cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội. Không có một tội lỗi nào không thể sám hối. Nhưng sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho một kẻ phản bội. Trong công ty, ý chí muốn chạy về nhà, nhưng đôi chân thì lại không đi. Hay để tôi đưa mày về, nó gật đầu đồng ý. Mọi người mãi về sau mới biết câu chuyện khi thấy trên TV. Nhìn nó trái với vợ của nó, con bên trong không kịp ra. Cảnh sát nói là vợ nó đã vô tình không tắt bình ga. Tại khám nghiệm